Luôn chào anh em nhé. Thì hôm nay thì lên trên em một số món đồ nghề đây. Đây, đầu tiên là một em bút thử điện. Đây là em bút thử điện nhé. Em này thì chuyên dòng, em này cho dòng DC. Đấy, điện DC từ 6 cho đến 36V. Đó, đây. Em này dòng DC từ 6 36V này chuyên cho anh em làm sửa chữa xe máy, ô tô các thứ ấy, để kiểm tra điện đấy, trong dây. Đó, xem là dây nó có điện hay chưa. Đấy. Em này anh em lưới từ 6 đến 36 nha anh em. Đó, nó sẽ có một dây cuốn uốn như thế này, dây cuốn như thế này, dây lò xo như thế này và một cái bút thử điện. Đấy, đầu này thì anh em sẽ dùng để kẹp vào mát ở trong xe. Đó. Này, một đầu kẹp. Sau đó anh em sẽ có một đầu chuôi để em gắn vào đây. Sau đó anh em kẹp và anh em đo, anh em kiểm tra. Đó, từ 6 đến 36 nha anh em. Đó, em này là Nô, một em là Nô 2036A của nhà Anex Japan. Đó. Hiện tại là về còn về cái mức giá của em này hiện tại đang rơi vào 2036A. Cái em này rơi vào 351.000 nha anh em. Một em bút thử điện kiểm tra như thế này. Dùng cho điện DC 6 đến 36V. Cho anh em kiểm tra làm gara, làm anh em sửa chữa điện ô tô này hoặc là xe máy này. Đấy, đều rất là chuyên dùng luôn đấy. Này, hoặc là các cái dòng xe khác nữa. Rồi, xe hoặc là máy móc. Từ anh em cứ kiểm tra thường từ 636V là ok nha anh em. Rồi, tiếp theo này. Đây là một cặp tua vít thử điện. Đấy, tua vít cách điện nha anh em. Nô 7900, dòng này dòng thân 5 ly nha anh em. Đây, thân 5 ly, khá là bé. Đấy, này, thế này. Cộng 1 nhân 100 và trừ 5 nhân 100 nhé, thân 5 nhé, 1000V, cách điện 1000V nha anh em. Đấy. Giá cho một em này là 181.000 cho một em nhé. Đây. 1000V này, cộng 1 này và trừ 5. Đấy, cách điện nhé. Đầu trừ thì sẽ là cắn màu xanh, còn đầu bốn cạnh sẽ là cắn màu đỏ. Cho anh em nhìn cho dễ phân biệt. Rồi. Ở đây là sẽ có cho anh em ba em tô vít. Đấy, cán tròn nhé, cán tròn này. Đây là một em BH2 x 100 và cái dòng cán này thì cái núm này nó xoay được. Đây em có thể thấy này, em xoay này, em giữ cái núm lại nó xoay này. Đó, cái núm này mục đích chủ yếu là khi anh em sử dụng thì anh em hay tì cái phần đầu cán này vào phần tay, còn lại để anh em xoay thì nó thường thường là nó sẽ hay xoay theo cái tay của anh em mình, cho nên là cái độ linh hoạt và tốc độ nó sẽ không nhanh bằng cái dòng mà nó trang bị sẵn cái núm như thế này. Đó, thì anh em có thể làm điểm tì sẵn, em xoay nó, anh em siết tháo rất là nhanh. Đó, cực kỳ nhanh luôn. Model em này là 1775 x 2 x 100 nha anh em. 1775 x 2 x 100 nhé. Còn về cái mức giá thì hiện tại thì cái em cộng 2 x 100 thì mức giá rơi vào tầm là 209.000 nha anh em, cho một em như thế này nhé. Đấy, Anex này, anh em nhìn này, ở phần trên thân này nó sẽ có chữ Anex nhé. Đấy, sao mà nó lên nét chán thế. Đây. Phần đuôi cán này có Made in Japan đầy đủ cho anh em nhé. Màu nó, đèn nó đang phản sáng quá. Hay do em đeo găng tay đen nên là nó bắt nét, nhìn chán chán ta. Mấy hôm em không dùng găng tay thì nó bắt nét nhanh lắm. Thôi thì bắt nét nhìn chán quá. Rồi tiếp theo một em dài hơn. Em này là cộng 2 x 150 nha anh em. Đây, đầu BH2 x 150 nhá. Đấy, dưới này cũng có nách này, cộng 2 x 150 này. Mức giá này rơi vào tầm là 225.000 nhá. Và tương đương đầu hai cạnh cũng thế, nó cũng sẽ có hai size là -6 x 100 và -6 x 150. Đấy, mức giá cũng tương đồng. Như đây một em -6 x 100 này thì mức giá là rơi vào là 209.000 nhé. Đó. Đây. Hai cạnh thân 6. Cho anh em lựa chọn rất là thoải mái luôn. Rồi. Đây là một số mẫu kìm của nhà Tosu này. Đầu tiên đây là một em TB200HG nha anh em. TB200HG thì dòng này là một dòng kiểu Âu,
Đó, đây là một dòng kiểu Âu nhé. Dòng này thì nó sẽ có cái đặc điểm á, kiểu Âu của nó là nó sẽ có thêm một cái lỗ thúc dây. Đây, em mở anh em xem này, TB200HG nhé. Cán đúc này, cán đúc đàn hồi này. Đặc điểm nó ra thêm một lỗ tút dây, anh em thể nhìn này, có một lỗ tút dây ở trên thân đây nhé. Đây, đây một phần lỗ tút dây ở đấy nhé. Và dòng này thì nó cũng có thiết kế là một cái phần răng tròn ở trên này, răng kẹp tròn ở đây, và có phần và răng kẹp ở dưới này nữa. Đó, nên là cũng khá là đa chức năng. Đó, vừa cắt này, cắt tút dây được này, kẹp giữ đều rất là ok nhé. Đó. Rồi. Còn về mức giá hiện tại của nó đang rơi vào tầm khoảng là 430.000. Kinesi này, TB200HG này, 430.000, cán đúc đàn hồi nha anh em. Anh em nào có nhu cầu mua hàng thì anh em chụp ảnh lại xong gửi qua Zalo cho em nhé, để em báo lại giá và thông số lại cho anh em. Anh em nào không cần thì anh em cứ gửi thông tin địa chỉ em ship hàng cho anh em nhé. TB200HG đây. Rồi, tiếp. Đây là một em kìm điện cũng có thể nói gần như là rất là cao cấp của nhà Tờ Su luôn rồi. Đây là một em dòng thép không rỉ nha anh em, kìm điện, dòng thép không rỉ nhé. SB175DG. Đó, em nhìn thấy cây này nó bóng không? Nó cũng là thép không rỉ đấy, nhưng mà nó rất là bóng, bóng cực kỳ luôn. Này, em nhìn nó ánh lên giống kiểu cầu vồng ấy. Cán là màu đỏ đen, cứ nhìn giống như kiểu dòng cách điện đấy nhỉ. Nhưng mà thực sự nó là cán đúc thôi, chứ nó không phải hoàn toàn là cách điện 100% đâu, nên là anh em khi sử dụng anh em lưu ý giúp em nhé. Đấy, không khuyến cáo dùng cho anh em cắt đi điện đang còn sống đâu nhé. Rất là nguy hiểm ấy. Đấy, Kinesi này, stainless tool này. Dòng này thì nó không có để model trên thân gì nhiều, nó chỉ có để đơn giản thế này thôi. Đó. Và mức giá để sở hữu em này rơi khoảng tầm là 779.000 cho một em như thế này. Đó, anh em nào mua thì miễn phí vận chuyển cho anh em nhé, khi anh em mua cây này nhé. Rất là đẹp, cực kỳ là đẹp rồi. Anh em nhìn ở bên ngoài nó còn đẹp hơn thế nữa cơ. Dòng này khá thích hợp cho anh em làm quà tặng này, hoặc là anh em dùng trong các cái môi trường mà ẩm thấp đấy, thì nó sẽ không bị rỉ nhé. Rồi tiếp theo, đây là một em kìm cá sấu SPL200G. Đó, kìm cá sấu gọi là kìm lỗ, kìm hai lỗ đấy. Đấy, dòng này thiết kế răng thì nó khá là ấy, khá là dị. Một phần ở hàm dưới đây là răng nó sẽ nhỏ nhỏ nhỏ, trên này răng to này. Và em thấy là cái phần thiết kế này thì khả năng mà bám giữ nó tốt hơn so với cái dòng thiết kế mà răng thông thường. Đó, phần trên này cái răng ngạnh nó giữ khá là khỏe nhá. Đấy, này, anh em có thể điều chỉnh này, cỡ hàm anh em kẹp. Anh em theo. Đấy, dòng này là có cán nhúng màu đen. Đó, có dòng cán trần nữa, anh em ưng dòng cán bọc thì có loại này, anh em cán trần thì có dòng cán trần cho anh em lựa chọn luôn nhé. Và mức giá của em SPL200G này, SPL200G mức giá của nó là rơi vào tầm khoảng là 316.000 cho một em như thế này nha anh em. SPL200G 316.000 đấy, cũng không phải là đắt đâu, cũng rất là ok, cũng khá là mềm đấy. Kinesi này, tiêu chuẩn ZIG nhé. Đó, dưới này là mã UK này, rất là đầy đủ cho anh em luôn. 316.000 cho một em như thế này nha anh em, bác nào có nhu cầu nhắn qua cho em nhé. Rồi, tiếp theo, đây là một em kìm mũi nhọn cực kỳ là dài luôn. Đấy, em này là size 280, rất là dài, model là LRP200. Đây, rất là dài nhé. Trên này nó có một cái bọc mũi, đều dùng để bọc mũi lại, trong tránh quá trình mà vận chuyển ấy, nó hay bị vỡ cái phần hỏng cái phần bao bì lắm, nên là nhà sản xuất người ta sẽ bọc nó lại, tránh tình trạng như thế. Đây, của nhà em Tờ Su ra rất là dài nha. Đây, anh em thấy em cầm trên tay này cực kỳ là dài này. Đấy, em này thì dùng cho em kẹp gắp những cái con ốc ở trong cái góc trong sâu, rất là thuận tiện. Đấy, anh em sửa chữa ô tô thì em nghĩ sẽ cần dùng cái phần cái loại này nhiều đấy. Đây, Toshiba Kinesi này, LRP280 này. Đó, còn một loại mỏ cong nữa, anh em nào cần có nhu cầu thì em báo giá cho em loại mỏ cong. Còn về em này,
mức giá của em này đang rơi vào tầm khoảng là 456.000 à 58.000. Đấy, 458.000 cho một em như thế này nhá. LRP 280. Đây. Cực kỳ là dài luôn, để em đo xem cái chiều dài của phần mũi nó rơi vào tầm bao nhiêu. Anh em chờ em tí nhé. Đây. Đây, cái phần từ cái phần đây nhé, em đo từ trong đây ra tới ngoài đây nhé, nó rơi vào tầm khoảng là em cho là 70 nhé. Đấy, khoảng 70 nhé. Đấy, khoảng 70. Đó là nguyên cái phần mũi, phần đầu mũi vô tới trong phần đây thôi. Rất là dài rồi. Đó, này. Cái thước này của em nó rơi vào tầm khoảng là 20 mấy thôi. Đấy, em thấy không? Khách rất là dài. Đó, cực kỳ là dài luôn. LRP 280 nhé. Anh em có nhu cầu thì nhắn qua cho em nhé. Mức giá là 458.000. Đấy, cho một em như thế này. Anh em nào mà có nhu cầu xuất hóa đơn thì cũng có hết cho anh em đầy đủ nhé. Anh em cứ yên tâm về hóa đơn. Đấy, anh nào mua dùng cho công ty các thứ thì đều có hóa đơn cho anh em hết. Rồi, đó là một số mẫu nhà tờ su. Tiếp theo, đây là một mẫu túi cho anh em đựng đồ nghề của nhà Ringstar nha anh em. Đây là một mẫu túi đựng đồ nghề nhé. Thì em model này là CB300. Còn về phần thông số, hiện tại thì cái phần thông số của em này, thì em đang nên kiểm tính. Thông số của em này thì nó sẽ rơi vào là 300 x 160 và nhân 250. Đây, để em mở ra cho em xem. Đây, đây là em nói nhé. Đó. Đây. Này, chiều rộng này sẽ là 300 này. Còn phần chiều cao, chiều cao của em nó là rơi vào là 250. Đây, chiều cao này là 250 này. Đấy. Còn về cái phần chiều rộng, đây chiều rộng đây thì nó là 180 nha anh em. Thì cơ bản thì em này thì em thấy đựng cũng được khá là nhiều đồ luôn ấy. Bên hông này nó sẽ có các cái túi con này, đây 1 2 3 này, 4 này, 5 này, 6 này, 7 cái túi con như thế này nhá. Đó, và 7 túi này kích thước nó sẽ khác nhau, nó tùy vào cái vật dụng anh em để vào thôi. Và bên trong này, không gian bên trong này còn rất là rộng, anh em có thể bỏ khá là nhiều ấy. Búa này, kìm này, bộ lục giác này. Trước có một video cũng xét vào trong cái túi này rồi đấy, đựng vô cùng là nhiều luôn. Đó. Sau đây anh em xét đi. Đây có logo của nhà Ringstar này. Đó. Chất liệu khá dày dặn nhé. Đường chỉ may trong này rất chắc chắn anh em ạ. Nhìn nó không phải là kiểu may ảo đâu, may rất là kỹ luôn ấy. Đấy. Rất chi tiết bên trong, rất là kỹ chứ không phải là nhìn đều đều đâu nha. Và cái mức giá của em này chỉ rơi vào tầm khoảng là 407.000 cho một túi như thế này thôi nha anh em. Đó, ví dụ anh em mua một cái túi thông thường thị trường nó rơi khoảng trăm mấy rồi, 150-200 rồi, anh em bỏ ra thêm một số nữa, anh em mua hẳn một cái túi Nhật thế này đựng cho nó sướng thực sự. Đấy. Của nhà Ringstar. Mức giá đang là 407.000 nha anh em. Bác nào có nhu cầu thì nhắn tin qua Zalo cho em nhé. Rồi. Tiếp theo đây là một giới thiệu cho một, đây là một em máy mài mũi khoan nha anh em. Model này là N879. Đây, một em mài mũi khoan nhé. Cái này thì đa số là dùng cho anh em mài mũi khoan sắt là chủ yếu, hay mũi khoan thép, mũi khoan sắt. Thì dòng này nó có thể cho anh em là dùng cho các cái dòng mũi thường này, hoặc là mũi HSS này, hoặc là mũi phủ titan, hoặc là mũi cái dòng đấy, nói chung là dùng cho anh em dùng mài các cái dòng mũi thân thép đấy.
chuyên dùng. Đó, anh em nào mà làm cơ khí thì rất thích những cái dòng này. Và đặc điểm của dòng này thì nó là nội địa của Nhật, thực sự đúng nội địa của Nhật luôn. Nó chỉ dùng cho điện áp 110V thôi nha anh em. Đây, anh em lưu ý giúp em nhé, 110V. Đấy, đây là bao bì ngoài này, dùng anh em mài mũi khoan thép này. Còn đây là cái đá mài, đá mài nó là hình tròn nha anh em. Đây dùng cho điện áp 100V này. Công suất là 95W à. Cái tốc độ mà không tải của nó rơi vào là 18.500 vòng trên 1 phút nha anh em. Và cái công suất hoạt động liên tục của nó là 15 phút. Nên là anh em lưu ý, anh em dùng xong thì anh em dùng trong khoảng 15 phút đổ về thì anh em ngắt máy để cho máy nó nghỉ ngơi một lúc, em dùng tiếp. Mà em thấy thì đa số là anh em mình thì mài rất là nhanh, cho nên là đa số thì cũng không cần phải dùng đến 15 phút đâu. Dù lâu lâu đến cuối tuần anh em mà dùng đến cuối tuần anh em mài, anh em mài đống mũi khoan này nó nghĩa cũng chả cần phải tới đâu. Chỉ cần các bạn em đẩy đẩy vài, anh em đẩy mài vài phát là nó đã bén rồi. Này, trong này khi em khui ra thì nó sẽ có một tờ giấy hướng dẫn nhá. Đó, đây là cái các cái góc mài của một cái mũi khoan. Đây, các cái góc, các cái cạnh này nó chia làm 4 phần đấy, mà cái hai phần chủ yếu dùng để khoan thì mình sẽ mài chỉ ở hai phần đấy thôi. Đấy, đây chủ yếu nó sẽ góc mài nó sẽ ở hai phần đấy. Bình thường mà anh em dùng để mài tay nó khá là nguy hiểm, cho nên là khi anh em mà làm mà cơ khí thứ anh em dùng khoan nhiều ấy thì đây là một trong số những đồ hỗ trợ cho em cực kỳ là tốt luôn đó. Này, trong này nó sẽ có hướng dẫn cho anh em này, nhưng mà mỗi tổ nó sẽ là phun tiếng Nhật. Anh em nào cần anh em có thể dùng Google dịch để hỗ trợ cho nó nhanh, hoặc là anh em nhìn cái này anh em cũng có thể, các bạn em cũng có thể hiểu sơ sơ. Đấy, này đây thì tiếp theo em đi cho anh em cái phần bên trong đây nhé. Đây nó sẽ có một cái hộp này, đây dùng để cho anh em kẹp kẹp cái mũi khoan nhé. Đây em có thể điều chỉnh nó nằm ở đây cho anh em kẹp giữ mũi khoan này. Và đây sẽ là cái phần máy mài. Đây, đây là phần máy mài cho anh em nhé. Đấy, trên cái phần đây là cái phần dùng để em gá đỡ và cái phần lưỡi mài ở trong này. Đó, còn đây là cái phần khi anh em mài xong thì các cái bay dớ bụi thì nó sẽ thoát ra ở đây. Đấy, thoát ra ở đây nha anh em. Đấy, rồi đây là cái phần kẹp để anh em đo mũi khoan trước khi mài nha anh em. Đấy, đây là cái phần giá kẹp mà trong này để anh em đo mũi khoan trước khi mài. Và cái dùng đây, khi anh em dùng anh em sẽ gá nó vào trong này trước. Đấy, anh em gá vào, anh em điều chỉnh. Anh em xoay, anh em xoay cái phần này sao cho nó phù hợp với cái mũi khoan anh em muốn gá vào. Đấy, thì cái dòng này anh em sẽ mài được mũi khoan từ 0.3 cho đến 13mm nha, lưu ý nhé. Từ 0.3 cho đến 13mm nhé. Đây em có một cái mũi 8mm sẵn ở đây. 8mm sẵn em sẽ kẹp, em sẽ cho nó vào nhé. Đây, đây. Đấy, em cho nó vào đây rồi. Đấy, sau đó em điều chỉnh cho nó phù hợp lại. Đấy. Tiếp theo nó sẽ có cái phần hai cái phần đây này, kẹp đây thì anh em mở anh em bóp hết ra nhé. Anh em điều chỉnh sao cho cái phần mũi khoan nó kịch tâm, nó kịch vô cái phần tâm mũi khoan, nó vô đúng cái phần tâm của cái tâm đây, đây tâm sắt đây là được. Đây anh em thấy không? Hai phần mũi này nó giao nhau nhé, hai phần mũi này nó giao đối đầu nhau nhé. Anh em kẹp. Đấy, anh em điều chỉnh cho nó chuẩn. Và khi anh em lưu ý này, khi anh em kẹp anh em điều chỉnh sao mà cho cái phần mũi khoan ấy, đây đấy, hai cái phần mà nó kẹp mũi khoan đây này, đây này nó kẹp mũi khoan đây này. Đấy, nó phải kẹp vô cái rãnh này nè, phải kẹp vô cái rãnh mũi khoan nhá thì mới được nhá. Nó phải kẹp vô rãnh mũi khoan nhá, để khi mài nó sẽ mài vô cái phần này của cái mũi khoan. Còn khi mà anh em mà kẹp vô mà nó không vô rãnh á thì anh em phải điều chỉnh sao nó vô rãnh cho nó hợp lý nha anh em. Đó, để lúc khi mình mài nó mới chuẩn được. Đấy, sau khi mà nó đã vô chuẩn tâm như thế này, đây, đấy anh em theo, đó, sau khi nó đã vô chuẩn tâm như thế này nhé, thì bắt đầu là anh em siết lại, đấy, anh em siết chặt cái phần này lại, rồi, anh em nhớ là siết chặt nhé, rồi xong xuôi ok thì anh em giữ cái này, anh em bóp, anh em kéo ra nhé, đấy. Rồi, đấy, là xong, xong cái phần chuẩn bị ban đầu, nó như thế này là ok rồi nha anh em. Rồi. Tiếp theo là nó dùng 110 thì tất nhiên là Việt Nam mình là 220V hết thì anh em bắt buộc phải có cái ổ áp để anh em chuyển. Đấy.
chuyển từ 220V xuống 110V, 100V để anh em sử dụng nhé. Rồi, tại vì em vô bản thì ở đây em không có, em chỉ lên hướng dẫn cơ bản thôi. Còn chi tiết thì em không có để em hướng dẫn cho anh em. Đó, sau khi dùng thì anh em sẽ, đây là phần đá mài này. Đây, đá mài nằm trong này nha anh em. Đá mài thì hình tròn đấy. Rồi, anh em sẽ cho nó xuống nha. Đấy, anh em cho xuống thế này. Đem mài tới đâu thì anh em sẽ đẩy tới đấy. Đó, anh em sẽ đẩy tới đấy. Cái phần cạch thế này là hết rồi. Đấy, cạch thế này là hết rồi nha anh em. Đó. Còn anh em mài tiếp theo, mài đầu với lại thì anh em chỉ cần quay đầu lại là được. Đó, đó là lý do tại sao mà bảo anh em là phải cho nó chuẩn. Tại vì khi anh em dùng như thế này thì nó, anh em để cái phần mũi đây, nó sẽ nằm dọc này. Đây, nó nằm dọc theo cái phần này. Thì nó đẩy, thì khi anh em đúc anh em mài nó sẽ chuẩn, em không phải canh, không phải gì hết. Em chỉ cần mài theo đúng cái cữ mà mình đã kẹp như thế này được rồi. Nó không sẽ bị lệch, nó không bị lệch. Đấy, cực kỳ tiện cho anh em luôn. Đó. Bắt đầu anh em thao tác thì có vẻ anh em còn hơi chậm, hơi khựng. Nhưng mà mình dùng lâu rồi thì mọi thứ nó đều rất là nhanh. Anh em cũng biết mà. Đó. Xong xuôi rồi mình tháo ra mình kiểm tra lại thôi. Đấy. Đây. Máy mài mũi khoan nha anh em. Đấy. Cái này hình như là của Nigisaki. Đó, của Nhật. Dòng 110V này anh em có thể dùng 110V được. À, rất là ok nhé. Rồi, còn về mức giá máy mài của Nishigaki, còn về mức giá này đang rơi là 2.980.000 cho một em như thế này. Đấy, 110V rất là nặng nha anh em. Đấy, anh em lưu ý là khi dùng xong thì anh em nhớ là dùng súng xịt, súng thổi, anh em vệ sinh kỹ đi. Còn lâu thì anh em phải tháo ra. Em tháo 1, 2, 3, 4 con này ra thì anh em để vệ sinh cái phần trong này, hoặc là dùng để thay thế. Đó, thì cho nó bảo đảm nhanh em. Đấy. Đây là em cái màn khoan Nishigaki 2.980.000 cho anh này nhé. Anh em nào có nhu cầu mua hàng thì nhắn qua Zalo cho em nha. Hoặc là thêm cần bổ sung thêm gì các bác cứ nhắn qua để hỗ trợ nhé. Đây. Và lưu ý là khi anh em dùng em này thì anh em phải dùng cho các cái mũi khoan đây này. Nó sẽ có chiều dài từ 50 trở lên thì anh em kẹp mài khoan, anh em kẹp, anh em mài nó mới ổn định được nhé. Đấy, đa số anh em nào mà đã mua cái máy này thì các bác thì đều xài những mũi khoan tốt thôi, toàn là mấy trăm nghìn một mũi. Đó, dòng mũi đắt tiền thôi. Đấy, còn anh em mua cái dòng có 10.000, 5.000, 10.000 hoặc là 20.000 mũi thì đa số các anh em ấy thì cái nào mà ấy thì thường lại thay cái mới. Chứ còn mua cái máy mài này mà dùng để mài những cái mã đấy, cái dòng rẻ tiền thì nó sẽ hơi phí, khá là phí luôn. Cái này đa số phù hợp với anh em mà dùng các cái dòng mũi khoan cao cấp, khoan đắt tiền, mũi đắt tiền là chủ yếu đấy. Rồi, anh em nào có nhu cầu thêm về nào thì thêm về sản phẩm nào thì bác cứ comment cho em để hỗ trợ thêm cho anh em nhé, hoặc là nhắn tin qua Zalo. Đó, còn em xin kết thúc video ở đây. Anh em nào thấy hay cho em xin một like và subscribe. Còn em nào mà có ý kiến nào thì anh em cũng có thể comment ở dưới hoặc là nhắn qua Zalo cho em để em ra những video sau được tốt hơn, phục vụ nhu cầu cho anh em nhé. Rồi, chào tạm biệt anh em.